Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về một cái mã mỏ hàn của hãng Haco, đó là Haco 937. Mỏ hàn, mỏ khò hay là những vật liệu tiêu hao trong gói tun sửa chữa của laptop PC máy in của Haco là khá nổi tiếng. Ở đây chúng ta có một cái máy hàn, đó là Haco 937. Ở đây là bề mặt bên ngoài của máy. 937 là cái răng đời cao cấp của Haco. Các bạn cần mua hàng thì có thể làm bằng hai cách. Một là truy cập vào web no2.vn, sau đó các bạn đặt đơn COD. Hai là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại, đó là 0906010103. Đây là hướng dẫn, sách hướng dẫn sử dụng của máy hàn Haco. Các bạn cũng có thể sử dụng. Một là các bạn biết tiếng Anh, hai là chúng ta nhìn hình, chúng ta đoán vật thì cũng ra. Và những cái quá trình mà sử dụng máy hàn thì nó rất đơn giản rồi. Tí nữa mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn. Haco dùng tay hàn đó là Haco 907, còn lưỡi hàn thì nó vẫn dùng chung với Quick 936, vì vậy là chúng ta không có cái gì gọi là khó khăn khi chúng ta tìm cái linh kiện thay thế. Và lõi nhiệt thì nó dùng lõi nhiệt sứ, vì vậy nó đạt cái nhiệt độ lắng lên là trong một thời gian ngắn hơn rất nhiều, đó là cái thời Quick 936, sẽ thuận tiện cho những người làm nhanh mà không muốn chờ đợi trên quá trình đợi mỏ hàn của chúng ta lắng lên. Mọi cái dụng cụ hỗ trợ của máy hàn thì bên No2 đều phân phối, các bạn cứ vui lòng vào web đặt đơn COD là ok. Haco 937 thì đi kèm theo một cái chân đế để các bạn đỡ cái tay hàn đây, và một miếng mút của để các bạn vệ sinh cái lưỡi hàn để làm sao cho nó ok nhất. Các bạn để ý là Haco 37 của chúng ta là không vặn điện áp, vặn cái nhiệt độ bằng chiếc áp mà chúng ta được điều khiển lên xuống bằng những cái phím, vì vậy là cái nhiệt độ các bạn sẽ chỉnh một cách chuẩn xác hơn rất nhiều. Ở đằng sau có ghi đó là điện áp vào 220, công suất tiêu thụ 60W và điện áp ra đó là 21V. Vui lòng truy cập vào low2.vn hoặc liên hệ với mình theo số điện thoại đó là 0906010103. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công và sức khỏe.